Hello anh em, sáng nay chủ nhật ha, mình sẽ giới thiệu anh em là mấy cái dòng sản phẩm mà nó đang sale nè của Tonsen và của Inco ha. Tonsen và Inco giờ treo chung kệ luôn rồi. Đây là những cái hàng sale nha, sale giá rất là tốt luôn. Những cái nào đang có nhu cầu mua đục những cái đục mà hàng xịn của Tonsen thì mình có thể ghé đây mình lựa những mũi khoét inox nè mấy anh, thì nó sale không có nhiều size đâu, chỉ có vài size thôi ví dụ như cái mũi khoét inox nè, size 23 ly là 64.000 nè, 32 ly là 90.000, rồi 42 ly là 117.000, và rồi hết rồi anh em ơi. 42 ly 117.000, như này có mũi 50 ly nữa phải, hình như đang có 4 mũi đó, 3 mũi đó, 20 23 32 và 42 nha, đó 117.000, giá rất là tốt luôn. Hoặc là cái mũi khoét gỗ này của Tonsen nè mấy anh, giá đang sale cực kỳ khủng luôn, có 67.000 cái thôi. Cái mũi này nó nhiều size ha, 26 32 38 45 50 56 63, chiều cao 50, 67.000 anh em. Và cái điều đặc biệt anh em biết không, cái đầu khẩu, trời ơi, cái đầu khẩu mà thép Seremo dùng súng tuyệt vời luôn, mà giá có 20.000 một cái thôi. Nó gồm những cái số, ví dụ như ở đây là mình có nè, ở đây mình đọc cho anh em nha, ở đây là mình sẽ có số 10 14 nè, 14.000, 14 size 14 là 20 nè, 13 cũng là 20 nè, 12 cũng 20 nè, 10 cũng 20 nè, 8 8 10 12 13 14, đồng giá có 20.000 thôi anh em ơi. Cái đầu khẩu nè, này là bằng thép Seremo nha, Seremo molybdenum đó anh em, đẹp lắm, dày dặn cứng cáp cực kỳ luôn, mà giá 20.000 cái đó. Cái này hôm trước bán rất là nhiều nhưng mà gần hết rồi nè, chuẩn bị để coi còn khuyến mãi mình về thêm nha. Rồi đó là tiếp ngắn, còn tiếp dài sao? Tiếp dài cũng khuyến mãi gần như 50% luôn. Đây, cái tiếp dài nữa anh em, 12 ly 35.000 thôi, thép đen luôn nha, 12 ly 35.000. Cái con này hôm trước bán rất là nhiều luôn anh em ơi. 10 ly 10 12 ly, nó có 3 size thôi, tiếp đen có 3 size này, 10 12, hình như nó có size 10 14 nữa thì hết rồi, 10 12 10 14 gì đó, 34 gì đó thì hết rồi, chuẩn bị để về thêm. Thì đang có sẵn là 12 ly nè, 12 ly 35.000, và cái này là 10 ly là 35.000, hay những cái size phổ thông, tiếp đen dài nha mấy anh. Rồi kế tiếp nữa là cái cờ lê đây anh em, cờ lê lắc léo nè, cờ lê lắc léo làm rất là đẹp, 8 ly mà giá đang sale con này bao nhiêu tiền, có 37.000 thôi, 37.000 thôi, giá quá đẹp, 37.000 cho cờ lê lắc léo luôn nha, lắc léo được luôn anh em, này lắc léo lên lắc léo xuống nè, 37.000 thôi. Này là cà lê 8 ly nha, nó có chuẩn nè. Rồi này cà lê 8 ly này cũng vậy nè, không có lắc léo, nó này là tự động hết nha, 31.000 à. Thì cái này là cà lê thường, đâu có cái cà lê một đầu miệng một đầu tự động, còn này cà lê cũng một đầu miệng một đầu tự động nhưng mà lắc léo, chỉ có 8 ly thôi, sai cái không có nè có nghĩa là này nhiều quá nó đang sale. Rồi kế tiếp một cái mũi khoan, đây là cái mũi khoan chiều dài 450 mm, 12 ly của Tonsen mà giá có 45.000 thôi. Nên thấy rẻ cái hôm đầu SS Plus nha, phổ thông đó. SS nó có hai phiên bản anh em, Plus và Max, thì này là Plus ha. Đấy. 45.000 thôi anh em. Dài thòn lọn luôn. Nha. Đó, on sale. Rồi, kế tiếp, đây là cái bộ mũi đục. Đục rảnh nè, ha, đục rảnh anh em. Giá có 40.000 cây thôi. Cũng SS Plus luôn ha, đó, của Tonsen đục rảnh. Rồi, kế tiếp một cái kềm, cái kéo này, cái kìm cắt cáp hay cáp điện đó ha, anh em cắt cáp điện đó. Cái này 6 ly lên xài ngon, anh em xài cắt và tuốt cực kỳ ngon luôn, mấy dòng này nó bé như lắm, cầm vừa tầm tay anh em ơi, cắt cực kỳ ngon. Nói chung là cáp điện đồng đó nha, chứ không phải là cáp thắng hoặc cáp mà nó nha mấy anh em, cáp điện rồi đó. Rồi giá có 54.000 cây thôi, nó còn xe lớn, mà xe lớn đang hết hàng anh em, để qua tuần nó có đặt thêm thì mình đặt. Hôm nay chủ nhật thì quen dòng đến em coi ha. Rồi cái tiếp một cái bút chì, trời ơi, bút chì 12 cây có 26.000 thôi, HB mấy anh em ơi, oval nhà 5 ly và 2 ly đấy, có 26.000 thôi. Cái video này mình nhắc lại mấy chương trình khuyến mãi nè, cũng khá là lâu rồi. Rồi 15.000 cho một cái keo 7 ly nha, em lưu ý keo này keo 7 ly nha, dạng tất 12 cây mà giá có 15.000 thôi. Rồi kế tiếp cây sủi 12.000, cây sủi này 12.000 một cây ha. Đấy, anh em mà vệ sinh kiến rồi đó, vệ sinh kiến kiến xe ô tô mà anh em dính sơn nè, anh dùng cái sủi này, sủi cực kỳ ngon luôn nha, trên kiến xe ô tô á, dù anh em mà để ngoài dính sơn
chính những cái cặn này nọ nó nhám á, dụng này đẩy anh em mà láng liền. Rồi cái tiếp về đục ha, đục thì nó rất là nhiều luôn, mà nó rẻ nè. Nhiều cây này, cây là 10 ly nè, 54.000 nha. Nó làm bằng thép CRV nên em, độ cứng 58 đến 62 HRC. Rồi tay cầm cái dòng Rip Pro ha. Đấy, 54.000 cho cây 10 ly. Lớn hơn xíu nữa là cây 16 ly. 16 ly là 57.000. Rồi 24 ly là 63.000. Rồi cái này là nhiêu đây? 18 ly là 58.000. Này là nhiêu đây? 19 ly là 59.000. Nó nhiều lắm rồi nha. Mấy dòng này nó đều là bằng thép CRVH. Kế tiếp 12 ly giá 55.000. Rồi cái này là 16 ly 57.000. 22 ly giá 61.000. Và cái 18 ly giá 58.000. Ok ha. Đấy, rất là đẹp anh em ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Mấy cái đục này xịn nha, mấy cái đục xịn của con sen. Rồi kế tiếp về dũa. À, dũa cũng con sen rất là nhiều nè. Dũa gỗ. Nha, dũa gỗ dẹp đây nè, dũa gỗ dẹp. Đây. Dũa gỗ dẹp 46.000. Nha, dũa sắt bán nguyệt 57.000. Dũa sắt tròn 40.000. Dũa sắt vuông. Dũa sắt vuông thì giá là 43.000. Nha, 43.000. Đấy, dũa sắt bán nguyệt 57.000 nó giới thiệu rồi ha. Dũa tròn sắt 40.000. Rồi, kế tiếp về những cái bay vuông rất là rẻ nha mấy anh em. Nha, chiều dài này là bao nhiêu đây? Tất từ giá có 35.000 thôi. Bay vuông tất từ giá 35.000. Nó có mấy size lận là như nó hết rồi mấy anh em ơi. Ôi, sao này có size vậy? Mấy kia hết rồi hả? Ở bên trong nè, 42.000 cho chiều dài lận tất 8. Tất 8 42.000 anh em ơi. Giá khá là mịn luôn. Đây là tất 6 nè, tất 6 giá 38.000. Tất 4, tất 6 và tất 8. Tất 4 thì 35. Tất 6 là 38 và tất 8 là 42. Nha, đây 38 mới ăn ở đây. Rồi 42.000 nè. Rồi tới bay lá, 45.000 cho cái bay lá 2 tấc. Và bay lá còn có cái 2 tấc thôi. Rồi, mình sẽ qua về vấn đề mà Inco. À, Inco thì có cái thước thủy này đang sale nè mấy anh. 220.000 cây. À, thước thủy nhôm đúc nguyên khối, hàng công nghiệp, độ chính xác cực kỳ cao. Bao đứng bao luôn, không bao giờ công ha, nó đúc nó phay nguyên cái ra, nguyên khối vậy nè. Nó phay nguyên khối và lắp ống thủy vô, nó chỉ có hai ống thủy thôi. Thủy ngang và thủy đứng thôi. 20 đầu cao su hai bên, độ sai số nó chỉ 0.5 mm trên mét thôi. Dòng này dòng Heverity nha. Đây nè. Đây. Cái dòng Heverity nè, hàng này rất là xịn. Nha, giá có 220.000 thôi. Giá đang sale. Rồi kế tiếp một sản phẩm nữa mà đang sale cực kỳ hot, đây là cái kéo cắt cotton. Chiều dài 3 tấc. Giá cực kỳ mạnh luôn, có 103.000 thôi. Cái kéo này bán rất là chạy nè. Cắt thẳng và cong trái cong phải nè, bên trái phải được nè ha. Cái đầu cái gàm nó lớn nè. Giờ đến cái đó, đầu nó lớn ha, nó to. Ok ha. Đấy mà giá cực kỳ mạnh luôn, có 103.000 cây nè. Inco cũng có sale cái dũa anh em. Nè, dũa Inco đang sale. Anh em coi dũa nào nó hợp lý anh mua ha. Dũa cái dũa vuông Inco nè, giá 40.000 thôi, dũa sắt vuông nha, 40.000. Dũa gỗ tròn 36.000. Dũa gỗ bán nguyệt 47.000. Rồi dũa sắt bán nguyệt không có anh em ha. Dũa gỗ dẹp 42.000. Đó, mấy dũa đẹp lắm á. Mới tinh nè. Đấy là những cái hàng nó đang sale mấy anh. Rồi kế tiếp Inco có dòng cái kìm rút RV. Đây, kìm này tuyệt vời luôn. Rút RV từ 3D2 4L 4L8. Cái dòng này anh em có thể rút bằng inox. Dòng này thì giá có 165.000 thôi. Tay trợ lực nó cực kỳ cứng cáp luôn, dày dặn anh em ha. 165.000. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Kế tiếp nữa Inco anh em nó có một cái chương trình mà đang sale, ví dụ như đây. Một cái hộp tu vít, một cái hộp vít như thế này nè. Giá có 92.000 thôi. 2 4 6 8 9 cây. 92.000. Rồi cái hộp này là cái hộp mũi khoan inox. Và mũi khoan tháp inox là 360.000. Mũi khoan tháp inox nha, 360.000. Đấy, mũi khoan tháp inox. Mũi khoan tháp inox 360.000. Rồi giá đang sale đó, nó gồm 3 cây ha, khoan được inox. Rồi cái tiếp một cái bộ 10 cái tu vít. Đây. Giá có 177.000 thôi. 2 4
này 8 chứ lộn, 10 cái tư vít chứ, 2, 4, 5, 10 cái tư vít đang sale nhà giá con 177.000 thôi. Rồi hoặc là cái bộ này, bộ này 195.000, bộ tư vít này nè, cái này đầu là đầu tự động nha, và nó gồm 20 mấy chi tiết trong đây, giá chỉ có 195.000 thôi, cực kỳ rẻ. Inco thì có thanh lý thêm hai cái con máy khoan đục, con này mấy nay bán nhiều nè, đây con này, trời ơi, con khoan đục ba chức năng, khoan búa và búa, giá chỉ có 1.160.000 thôi, 1.160.000, công suất 1.500W mấy anh, quên, 1.250W ha, có con 1.500W bên kia, con 1.500W hết hàng rồi. Cái con này là 1.250W nha, giá chỉ có 1.160.000 thôi. Anh em nào muốn mua con 1.500W á, có luôn nha, 1.300.000 thì chắc thể qua ngày mai đặt hàng về tiếp. Cái chương trình này là mình chạy liên kho của hãng chứ không phải của bên mình, nên mình hết hàng mình có thể mình đặt tiếp được, khi nào mà hãng hết thì nó báo nha. Hỏi mấy con này nó rẻ lắm anh em ơi, chỉ có 1.160.000 thôi nha, rất là khỏe, ngon lành đấy. Rồi hoặc là cái bộ máy này, bộ máy này cũng đang sale nên học cái con khoan vậy, nó gồm rất là nhiều chi tiết trong đây, mà giá cái bộ này nó có ở trường cái này quên mất tiêu giá rồi, thôi bộ này cho mình qua cái nha, không nhớ giá, sáng sớm này không có đủ người hỏi luôn. Rồi ok hết rồi mấy anh em ơi, anh em đang cần nhu cầu sản phẩm nào về sale thì ghé cửa hàng mình mua đó, treo sẵn đây nè, ngon lành ha. Cái bên đây là dòng Edfun, đi dòng cái ha, Edfun, rồi cái bên đây là da của Edfun FR đó đấy, thằng FR chuẩn bị cũng đầy đủ hết rồi nè. Đây, với mấy con này anh em là xài bắn vít 10 hệ 16V nên xài mấy con này xài ngon nè. Đấy, con này có 3 chút chỉnh nè, 1, 2, 3 nè mấy anh, giá nhiêu nguyên bộ này có nhiêu, có 1.250.000 thôi ha. Nhỏ gọn mạnh đẹp, 150 new, 3 cấp, số 1, số 2, số 3 tương ứng với 50 new, 110 new và 150 new, ngon lành luôn đó nè ha. Mà giá có 1.520.000 thôi. Cái con này thông thường mấy anh em mua thì anh em, tại vì cái chân pin 16V nó không có xài chung với ông nào với ông nào á, trừ khi những dòng phổ thông thôi, phổ thông là những cái dòng mà giá rẻ đó thì có thể xài chung, nhưng mà những dòng mà thế hệ này thì nó không có chung pin đây nè. Edfun thì có sự cũng rất là khác biệt ha. Rồi đó là khoan bắn vít 16V, con khoan búa 3 chức năng nè, có 1.420.000 thôi, đầu kẹp 10 ly ha, chạy rất là ngon, rất đẹp. Anh em nào cần cái hệ 16V thì có thể lựa chọn con này, hai con này nè, 16V là xài hai con này, 1.420 hoặc 1.520 nha. Còn nếu mà 20V thì anh em nên mua con này, đầu kẹp 13 ly có búa luôn nha, đầu kẹp 13 ly có búa, hai viên pin 2A một sạc, mà giá chỉ có 2.010.000 thôi. Còn nếu lấy một pin thì 1.630.000, còn cái thân máy không là 965.000 nha, 965.000 đấy, đầu kẹp 13 ly đúng không anh. Rồi kế tiếp, nếu là xài con cưa đĩa, đây thì con cưa đĩa này, đây là con cưa đĩa, cái thân máy chỉ có 1.220.000 thôi. Mấy dòng Edfun này đều, tất cả đều đồ động cơ không gió than hết nha. Còn con khoan đục này nó hơi to, 1.770.000 đấy. Rồi kế tiếp, đây, anh em đừng quên cái mỏ lết này nha, nhắc lại cái mỏ lết này, đây 250.000 thôi, mỏ lết có xeo copper, mỏ lết xịn nè, thép CRV, lực xoắn chịu lên tới 515 new. Đây, cái dòng này là hãng đặt riêng cho nhà máy nè, nhưng mà hết hợp đồng rồi thì cái đầu clear nên giá đang rất là tốt anh em ha. Thép CRV tảng này bản đặt riêng, tay cầm nó to hơn 60% nè, tay cầm này nè, nha, to hơn cái bản này nè, ngon lành luôn anh em, tuyệt đẹp. Giá chỉ có 250.000 thôi, cái mô lết này xếp có bơ nha, có Đài Loan nha mấy anh. Rồi kế tiếp thì anh em đừng quên qua cái những cái dòng mà của Fuya, những cái kiềm Fuya đây ha, nó vừa đẹp mà vừa rẻ đó mấy anh em ơi. Fuya mấy hàng này rất là chất lượng ha. Đây kiềm răng nhỏ hết rồi ha, kiềm răng tất 75 nè, có 135.000 thôi. Fuya hàng của Nhật xuất Việt Nam nha, mẫu này trợ lực 30%, và kiềm răng 2 tấc có 150 à rất rẻ đó, 135.000 chất rưỡi, cầm kiềm vô nên thấy khác biệt liền ha. Kiềm mỏ nhọn đa năng 160, mỏ nhọn thường có 135 thôi,
Còn những kìm cắt anh em, kìm cắt mỏ bằng nè, tấc rưỡi giá có 135 mà. Còn này kìm cắt nặng nè, giá 120, tấc rưỡi ha. Rồi anh em muốn lớn hơn xương tấc 75, đây là kìm bắt cắt cái mỏ bằng nè, giá 155.000. Tấc 75, còn tao một tấc 75 loại kia thì hết rồi. Hai tấc thì giá là 175.000 mấy đầu này ha. Phui da cực kỳ ngon. À, mấy nay quên nhắc anh em quật rồ nha, quật rồ còn có mấy cái sản phẩm này đang chạy trên khuyến mãi nè, còn có 4 cây thôi. Đây là cây búa cao su quật rồ hai đầu mà giá có 100.000 thôi anh em, nó đẹp tuyệt vời luôn. Anh em đang có cần nhu cầu cái này thì liên hệ nha. Búa cao su hai đầu, đầu này lên tới ba mấy anh em. À, bị ngang á. Cái đường kính của cái ống này là 440 nè. Nhưng cái đầu nó không tới nha, đây là nó ghi nè. Đấy, đường kính của cái ống này là 40. Đấy, giá có 100.000 thôi anh, khá là rẻ. Kế tiếp nữa quật rồ có bộ này đang sale còn có vài bộ thôi. Tại vì nó đang sale nó đợi bên đây chứ bình thường nếu giá bình thường để bên kia rồi. Đây là một cái bộ 5 cây dũa kim loại ha, dũa bán nguyệt, dũa dẹp, dũa vuông, dũa tròn. Rồi dẹp, bán nguyệt, vuông, tròn, tam giác. Đấy, nó có 5 cây này mà giá như có 225.000 mà. 225.000. Giá đang sale nha. Kế tiếp nữa một cái bộ mỏ lết 3 cây, giá đang sale có 295.000 thôi nha. Số lượng này có 4 bộ. Này mình sale từ hồi tháng rồi đó mấy anh. Hồi để đây lâu lâu mình nhắc lại nè. Còn như đây thôi là hết chương trình rồi. Cái bộ này giá lên tới 380 mấy ngàn nữa mấy anh. Nha, 3 cây mỏ lết làm bằng thép CRV luôn nha, đây nè. Mỏ lết làm bằng thép CRV luôn, Ravanium. Đấy mà giá như có 295.000 thôi bộ 3 cây. Lục giác cũng vậy, bộ lục giác này giá 145.000. Lục giác đầu bi, này lục giác bông sao nhị hai đầu giá 150. Đây. Đó là những cái mã khuyến mãi còn lại ha. Ngoài ra thì nếu mà anh em mua cái đây nè. Bên mình bây giờ những dòng mà lưỡi cắt sắt mà một hộp kim 1 tấc 8 á, trong này mình chuyển sang cái thằng TTB nha. TTB xài phản hồi rất là tốt nha mấy anh. TTB phản hồi rất là tốt. TTB thì anh em được cái gì không? Hộp kim á, cái hộp kim này nè. Ví dụ cái lưỡi này á, nó là lưỡi này là 36 răng. Thì cái hộp kim này là hộp kim TCT được nhập khẩu từ Đức nha. Đây nè, anh em có thể nhìn thấy hả? Đó, cái hộp kim này là made in Germany nha. Nó quan trọng là cái hộp kim ấy anh. À, nên độ phản hồi anh em xài rất là tốt với dòng lưỡi này. Và giá chỉ có 270.000 thôi, thực sự giá không có mắc. Giá có 270.000 thôi mấy anh. Giá 270.000 thôi, nó rẻ quá trời rẻ luôn. Nó rẻ hơn Senka luôn, Senka mình bán tới 500.000 một cái mà trong khi thằng TTB này xịn hơn luôn, giá rẻ hơn. Nên mấy nay anh em mua lưỡi này nhiều. Rồi, kế tiếp nữa thì TTB thì nó sẽ có những dòng lưỡi cắt gỗ. Đây. Ô lưỡi kia hết rồi. Lưỡi cắt gỗ này có hai dòng lưỡi, cái dòng này nó là 40 răng. 40 răng giá 85.000. Nó còn dòng ba mấy răng nữa mà mấy răng hết rồi ta. 40 răng anh em giá 85.000, nó cũng vậy, hộp kim nó được nhập khẩu từ Đức, made in Germany. Đây mấy anh. Đó. Không phải tự nhiên gì người ta thêm cái lưỡi này đâu, mà tại vì cái chất lượng của hộp kim này nó xịn anh em ơi, nó xịn. Nên anh em xài những dòng này nó rất là ngon. Đấy. Rồi, TTB thì có những lưỡi cưa đa năng. Đây nè. Lưỡi cưa này thì anh em đi cắt nhựa mới ngon, cắt sắt không có ngon. Lưỡi này đa năng mình bán rất là lâu năm rồi. À, mình cũng đã test các kiểu rồi anh em, cái hộp kim này cũng của Đức á, made in Germany đó, nhưng mà nó chỉ xài anh em cắt nhựa, cắt gỗ rồi nhôm mà nó ngon, sắt cắt không nhiều. Để nó thiên về dòng đa năng. Cái dòng này anh em đi cắt nhựa là ngon ha, đây nè. Nó có cắt nhựa PVC nè, rồi fiberglass nè, aluminum nè, hoặc là for cotton tail nè, từ 2 đến 3 ly. Nhưng mà cái này ít thôi, thì mình đã cắt rồi. Nghe nó đa năng anh cắt nhựa ngon. TTB thì nó sẽ có thêm một cái dòng lưỡi cắt sắt. À, lưỡi này. Lưỡi cắt sắt hợp kim nè, cũng là hợp kim từ Đức luôn mấy anh em. Có 200.000 cái lưỡi nha, lưỡi này lưỡi 1 tấc, tấc 110. Ok nha. Rồi trong cái đó cái lưỡi cắt gỗ này đang sale, giá cực kỳ mịn luôn, cắt gỗ hai đầu. À, có 39.000 cái lưỡi này thôi. Cắt gỗ hai đầu, những anh em nào nhìn cái trên cái lưỡi này anh em biết ha. Các anh em nào review rất là khá là nhiều ở bên Trung Quốc á. Nhưng mà lưỡi này nó thiết kế hai đầu thôi, nhưng mà cắt không có ngọt bằng lưỡi kia mấy anh em. Nhưng mà nó hạn chế vấn đề mà bị sốc lưỡi. À, nó thiết kế hai cái đầu này, hợp kim.
hạn chế vấn đề mà sóc lưỡi, nó cắt nó không có ngọt, nhưng mà nó hạn chế vấn đề sóc lưỡi. Anh em cắt ít thì có thể sử dụng cái dòng này. À, mà thấy mấy anh em mà hay gắt mấy mài rồi xài cái này, nhưng mà nói chung xài mấy mài cũng hạn chế nha mấy anh. Nói chung là mình bán thì cũng có thêm đa dạng thôi, chứ mình thấy nếu xài mấy mài dùng cái lưỡi này nó nguy hiểm lắm, nên xài mấy máy cắt đá đó, lưỡi cho nhỏ này hoặc đa năng anh em xài cho nó ngon. Rồi kế tiếp mũi khoan Senka về rồi ha. Đây là những cái dòng mũi khoan inox Senka chu lục giác nè, khá là nhiều. À, nhỏ nhất là 2 ly, 2 ly rưỡi, 2 dù như 2 ly. 2 ly thì 13.000 mũi. Ở đây mình tính mũi nha, một cặp vậy là hai cái khui ra lấy cái mấy anh. Anh em nào mua cặp họ nhân lên 26.000, ở đây tính mũi. Đây. 2 ly 13.000 mũi nha. 2 ly rưỡi là cũng 13.000 mũi luôn. Một cặp vậy là 26.000. 3 ly thì giá là 15.000 mũi. Đây nè, thì cũng có khách có khui ra lấy mũi nè. Rồi 3 ly 2 18.000 mũi, 3 ly rưỡi 18.000 mũi, 4 ly 20.000 mũi, 4 ly 2 là 22.000 mũi. Rồi, 4 ly rưỡi là 22.000 mũi luôn, 5 ly là 25.000. 5 ly rưỡi 30.000 mũi, 6 ly là 35.000, 7 ly là 40.000, 8 ly là 55.000. 9 ly có 9 ly luôn nha, 70, và 10 ly là giá 85.000. Nha, 10 ly 85.000. Ồ. Rồi cây còn cái kìm cuối cùng. Ủa kìm này còn không vậy? Ơi kìm này còn không hết rồi. Cuối cùng đúng không? Rồi cạn cây cuối cùng anh em ơi, giá cũ là 285.000. Anh em nào chốt thì hốt luôn. Qua giá mới hiện tại giờ nếu cửa hàng mình bán giá mới là nó đâu đó tầm khoảng cỡ 340-350. Nói chung là chính xác mình chưa có, tại mình chưa về lô mới. Thì là tầm khoảng đó, tại hãng nó đã nâng giá lên, thông báo cho mình nâng giá lên là 40.000 một cây. Nha, nhưng mà cũng chưa chính xác, tại thời điểm đó mình cũng chưa có lấy. Nhưng mình nhập về đi thì thời điểm hiện tại thì mình tính có giá. Nếu mà nâng lên 40.000 một cây thì cái này thì mình sẽ nâng lên là 225.000 nha. Nếu mà nâng lên 40.000 là 225.000, còn nếu mà cao hơn nữa mình sẽ nâng lên nữa, tại vì giá đầu vào nó đã tăng rồi. Còn cái lô này hôm trước mình lấy lô 50 cây nên giá mà rất là tốt. Thước điều quơ cũng vậy nè mấy anh, thước điều quơ cũng đang sale cây này có 300.000 thôi, 5m, và cây 8m có 350 thôi. Bảo đảm như này mà rẻ sập sàn luôn nha. Có thể mắc hơn sàn 1.000 đồng. Sàn nó bán 299, mình bán này là 249.000. Thanh lý mà clear kho mà anh em không còn cái giá này ở đâu, nó thực sự clear kho mà không còn. Rồi nó về lưỡi cưa kiếm thì mấy hôm nay bán linox gold nó sạch rồi, cái linox gold mà nhỏ nó hết hàng rồi nè. Này lưỡi cưa kiếm sắt. Cái dòng linox gold nó là cái dòng phiên bản cao cấp mấy anh em ha, nó thiết kế cái lưỡi là lưỡi cong. Lưỡi uốn cong uốn cong này nè. Đấy. Một cái lưỡi như vậy nè, dài 125.000 lưỡi nè mấy anh, dòng linox gold cắt sắt. Dài lên tới 300 hay 300 mấy đây nè, anh chờ xíu quên mất tiêu rồi. 305 mm. Đó, lưỡi cưa cắt sắt, lưỡi cưa lỏng kiếm, lưỡi cưa kiếm lỏng, nói rất lẹo lưỡi luôn. Rồi, thanh lý cái kìm này đang sale anh em, còn có 380 thôi, còn có mấy cây nè. Cái cây này thì anh em biết rồi đó, ha, đây là kìm đa năng của Milwaukee. Hàng cực kỳ xịn luôn, hàng chính hãng của Milwaukee nha. Cái kìm này hôm trước mình lấy được một cái lô khuyến mãi anh em. Nên bán giá này chứ bình thường không khuyến mãi là phải 600 mấy, 600 mấy á. Cái kìm này nè. Là phải 600 mấy á. 600 mấy á. Nha, 380.000 cây. Ok. Rồi ok ha, anh em có nhu cầu mua dòng nào thì liên hệ nha. Rồi một lần cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.